Đóng luôn đi đây. Đây bây giờ là ngâm cái đúng rồi. Đổ dầu vô là cả nhà. Rồi cô chú ăn gì? Giờ cô chú mở hàng cho con luôn nha. Dạ. Giờ này bán cái gì? Anh Hòa xuống mở hàng. Rất là ngon. Không, để nè, lấy xúc xích đi. Xúc xích đứt nha. Xúc xích đứt. Để cho chị cây bò viên đi. Bò viên làm gì vậy? Gì đó? Đây, bây giờ hai em chuẩn bị đi bán anh cả nhà. Dạ sự khỏi cho ăn nha. Đó là ngon mới chiên đó. Rồi tính vô chiên đi, tính giờ chiên thêm mọi thứ cho mọi người đi, chiên cho anh Hòa nè, bé Lượng ăn nè. Chú mở hàng cho. Mọi thứ cây hết. Chiên mọi thứ cây đi. Mở hàng cho hai đứa đi bán thuận lợi. Đẩy xe đi là sẽ bán được hàng. Xe từ Cà Liếc thì trên Hóc Môn mà đi vô tình trên đường thì có gặp hai em nó thì ghé ủng hộ hai em nó một ít xúc xích bò viên nghe cả nhà ơi. Đây có Lượng nè, chỉ có Lượng này đứng cười chiếc mắt thôi chứ không nói gì hết. Con ăn có vui không Lượng? Dạ vui. Vui đúng không? Không có đứa con cây lên hết rồi. Dạ chết, dạ chết chứ quên luôn rồi. Chẳng này chú Quân chết chú Quân rồi. Chú Quân gì? Chú Quân kìa, nó có hơn cây đúng không? Ừ, mở hàng cho con mà, chú mở hàng cho hai đứa. Chuyên như con ăn là con một con. Ừ, mở hàng cho hai đứa đi bán thuận lợi. Chú Quân mở thôi, hàng thôi, nói rồi, thì không mua. Không, con ăn ngon, tức là đồ ngon. Bán để nắp. Tháng năm con mở hàng đó. Cái này mình bán sao vậy? Một tiếng không phải là con người mở hàng. Đó. Con đưa mít cho anh Tấn thôi, chú hỏi tiền. Ok. Dạ mình tính theo cây. À mình bán mình tính mình theo mặt hàng mình bán à. À tính theo cây. Dạ. Chứ một cây là bao nhiêu tiền Tấn? Dạ tùy theo loại. À tùy theo loại ha. Và đưa cho Lượng, Lượng trước đi con. Nè. Nó con ăn đi Lượng. Nè. Con cảm ơn chú Quân không Lượng? Dạ con cảm ơn chú Quân. Chú Quân mua hả? Mở hàng, xe mở hàng xong là xe sẽ gửi bến và đi đi bán ở cả nhà. Tóm lại là bán cây cây là một cây nó mỗi giá khác nhau hả? Dạ. Mỗi giá khác nhau. Mỗi giá khác nhau. Ở nhà thì ai có vô tình đi ngoài đường gặp hai em thì ghé ủng hộ cho hai em cả nhà ơi. Hai em nó đi ra ngoài bán luôn, hy vọng là sẽ buôn đất. Ngon không? Hành chiên là dầu ít vậy đó ha, Tấn hả? Chứ không có nhiều không? Dạ. Dầu ít vậy đó hả? Dạ. Dầu nhiều quá mình nó sẽ hôi dầu. À. Thì tụi nó chiên trong cái chảo chứ. Dạ. Không, không có nồi không à. Giống như chiên trong nồi. Ồ, phô mai chảy kìa. Cái nồi không có được không? Rồi ăn đi anh Hòa. Hòa ăn đi. Ăn đi em. Em Hòa. Anh Hòa. Mày cái đầu xuống lấy em cái hộp nữa. Hòa đây đó. Sao? Cảm giác lần đầu ăn cá bò viên của anh Tứng, anh Viên là sao vậy nha? Đẹp không? Tuyệt vời anh hai à? Tuyệt vời đúng không? Dạ, hôm nay ăn cái gì đó? Dạ, hôm nay ăn bò viên. Cái này nó ngọt, nó mềm. Ăn ngon lắm. Có thơm không? Dạ, thơm, có thơm mùi gì không con? Dạ không, không biết nữa. Không biết à? Không, con này mùi gì không? Mùi gì?
Tôi cô gấu nói kỳ quá, sao mình nghe không ai hết trời. Giờ anh tìm, ôi, rồi đưa để nó đi cho nó ăn quà ăn đi. Thưởng thức coi, mình phải ăn đầu tiên chứ, người nhà mình phải mở hàng đầu tiên. Ăn xong rồi cho nhận khác thôi. Rồi, để hộp bước coi. Cái gì là mình chiên thêm đậu bắp rồi chứ đúng không? Dạ. Kèm. Cái này có bán combo không Tứ? Dạ. Combo á? Dạ không. Cái này giống như bán combo á. Rất là ngon cả nhà. Chuẩn bị đi luôn á hả? Dạ. Mà thôi ngồi ăn xong. Lấy tâm, lấy bịch tâm xuống. Mọi người ăn đi, mọi người ăn đi. Hai đứa ăn chưa? Dạ. Cơm ăn nướng gì chưa? Dạ rồi. Rồi. Rất là ngon luôn. Dạ. Lấy nè. Rồi gọi xong đi luôn. Chúc em là dạ. Ngày đầu đi bán là mua mai bán đắt nha Tứ nha. Dạ em cảm ơn anh Quân. Cố gắng hai chồng Quân. Cố gắng lên nha. Dạ. À, sẽ thành công thôi thì cố gắng lên, chăm chỉ thì sẽ thành công. Rồi ok. Rồi tính tiền tôi chưa? Ngon nè. Dạ. Tính tiền cho chú chưa? Bao nhiêu tiền? 90. Ờ ok. 9 dạ. triệu. Mới 90. 90. Lộn. Rồi quá rẻ luôn đó cả nhà ơi, ai có gặp hai em thì ghé ủng hộ hai em một ít nha cả nhà. Em cũng xin dừng clip ở đây cả nhà ơi. Rồi chúc hai em đi bán thuận lợi nha. Dạ em xin cảm ơn. Chào, hẹn gặp dạ lại. Chào ông bà cô bác và anh chị ạ. À. Bye bye con. Bye lượn nè con. Dạ. Dạ bye bye chú Quân cô bé ông bà cô bác. Ok, bye bye con. Bye bye anh Hòa luôn nha. Ông cầm hai tay buông tay ra, buông cái hộp đó ra rồi bye bye. Buông cái hộp bên tay nào cũng được, buông ra bye bye. Để anh lấy tâm thêm này. Tâm chi vậy? Rồi, rất là mình vui đâu cần cái tâm đâu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả không, nhà. Thanh cô là mình không cần cái tâm.